Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phần 2 Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Vinh danh Thiếu tướng Lê Minh Đạo. Cần phải kể thêm sự đóng góp quan trọng và quyết định của Đại tá hơn Chỉ huy trưởng pháo binh sư đoàn 18 Bộ Binh. Một sĩ quan pháo binh ngoại hạng với kế hoạch hỏa lực kinh khủng, trông cậy vào tài năng của Đại tá Hưng. Ông cho bố trí các khẩu pháo sư đoàn của ông như sau. Một khu vực chết nằm ở bìa hướng Tây Xuân Lộc, mà sẽ bị 24 khẩu 105 ly và 12 khẩu 150 ly dội bão lửa xuống. 10 khẩu 105 ly được di chuyển lên núi Thị dưới sự bảo vệ của tiểu đoàn 2 trên 43 của thiếu tá Nguyễn Hữu Chế. Hai khẩu 105 ly tăng cường cho trung đoàn 43 của đại tá Hiếu nằm trong Xuân Lộc. Hai khẩu khác qua tăng cường cho tiểu khu Long Khánh. 12 khẩu 105 ly được điều cho trung đoàn 48 trấn đóng đồi 300. Chưa kể hai khẩu 175 ly của quân đoàn 3, tăng phái sẵn sàng bắn xa ít nhất 30 cây số để làm căm hỏng các khẩu 130 ly của địch đặt gần bộ chỉ huy của tư lệnh sư đoàn tại ngã ba Tân Phong. Đại tá Hưng, đích thân điều chỉnh tất cả những khẩu đại pháo. Ông cho các xe bulldozer ủi những hố sâu, đặt những khẩu pháo để che giấu. Trong hố pháo này ăn thông với những hầm tránh pháo kích do công binh thiết kế để bảo vệ các chiến sĩ pháo binh và kéo những khẩu pháo vào ẩn bên trong đó. Với sáng kiến này, quân khổng khó có thể phát giác vị trí pháo binh của quân ta để dội đạn xuống hủy diệt. Trong khi đó, những vị trí pháo của chúng bị pháo binh của sư đoàn 18 bộ binh pháo kích dữ dội nhờ vào điểm cao quan sát của ta báo cáo về khi phát giác được. Để có thể dự trữ khối lượng đạn pháo dành cho kế hoạch. Tướng đạo đã phải giảm mức tiêu thụ hàng ngày xuống còn 20%. Với sự phân tán các khẩu trọng pháo của quân ta vào những vị trí bí mật, đến ngày cộng quân nổ súng tấn công, chúng đã không hủy diệt được pháo của quân ta. Và đại tá Hưng đã dội lửa xuống những con sóng tấn công và biển người của địch, gây thiệt hại rất nặng cho chúng. Song song đó, Thiếu tướng đảo cũng cho di chuyển bộ binh ra ngoài rìa thị trấn. Cho nên, thiệt hại vì pháo địch rất nhẹ khi chúng dồn hỏa lực bắn vào trung tâm. Rồi khi quân giặc ào ạt tràn vào thành phố, lập tức bị quân ta từ bên ngoài siết chặt vòng vây, tấn công ngược vào, làm chúng hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi thành phố bản thân Thiếu tướng đảo cũng di chuyển liên tục trong ba bộ chỉ huy sư đoàn khác nhau. Cộng quân cứ bắn dò mãi mà không tìm thấy ông. Trong khi đó thì tướng đảo đang ung dung đứng dưới chiến hào với các chiến sĩ của mình. Thiếu tướng đảo đã cho thiết lệnh trong Xuân Lộc, một tại Tân Phong và một khác nằm ở rừng Cao Su, để cho binh sĩ yên tâm chiến đấu và tránh hỗn loạn Thiếu tướng đảo trước ngày 9 tháng 4 năm 1975 đã cho máy bay trực thăng di tản tất cả gia đình binh sĩ và thương bệnh binh về căn cứ Long Bình. Để ngân chiến với trận liệt bố trí của địch, Thiếu tướng Lê Minh Đảo thiết trí chiến tuyến của sư đoàn 18 bộ binh như sau. Trung đoàn 52 của Đại tá Ngô Kỳ Dũng giữ khu vực Túc Trưng và núi Trảng gần sông La Ngà và khu vực ngã ba Dầu Dây với sự yếm trời của chi đoàn 3, thiết đoàn 5 kỵ binh, một đại đội dưới quyền chỉ huy của Trung úy Mại Mạnh Liêu, thuộc tiểu đoàn 3 trên 52 của thiếu tá Phan Tấn Mỹ, lên trấn giữ đòi móng ngựa, nằm về phía đông quốc lộ 20. Chỉ với một đại đội này, Trung úy Liêu và các chiến sĩ sư đoàn 18 bộ binh đã giữ vững vị trí, mặc dù địch tổ chức nhiều cuộc tấn công biển người cấp tiểu đoàn. Đánh cho giặc những trận thất điên bát đảo và bị thiệt hại nặng. Về hướng Đông Xuân Lộc, cao điểm là núi Thị, được trao cho tiểu đoàn 2 trên 43 của Thiếu tá Nguyễn Hữu Chế. Tiểu đoàn 1 trên 43 của Đại úy Đỗ Trung Chu và tiểu đoàn 3 trên 43 của Thiếu tá Nguyễn Văn Du trấn giữ các yếu điểm dẫn vào thành phố từ hướng đông. Đại đội 18 trinh sát dưới quyền của Đại úy Phạm Hữu Đa, nổi tiếng hút như điên, phòng thủ trường trung học ở hướng Tây Bắc Xuân Lộc. Trung đoàn 43 quyết tử thủ Xuân Lộc. Quân ta đánh quá dữ và gây tổn thất lớn cho sư đoàn 341. Cộng quân ghi nhớ mối thù này chỉ vài ngày sau quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị buông súng ngừng chiến đấu. Thiếu tá Du bị chặt bắt tại nhà riêng ở Vũng Tàu, rồi đem đi hành quyết ngay sau đó. Đại úy Chu may mắn sống sót, hiện ông đang sinh sống tại Úc Đại Lợi. Tiểu đoàn 1 trên 48 thuộc trung đoàn 48 của Trung tá Trần Minh Công, cùng hai chi đoàn của thiết đoàn 5 kỵ binh của Trung tá Nô được giữ làm lực lượng trừ bị. Trong khi đó, thì tiểu đoàn 3 trên 48 nằm giữa quốc lộ 1 ở hướng đông Xuân Lộc. Tiểu đoàn 2 trên 48 vẫn còn bị kẹt nhiệm vụ để bảo vệ an ninh cho thị xã Hàm Tân Bình Tuy, nên không về tham chiến trong những ngày đầu. Hai đại đội địa phương quân 353 và 367 dưới quyền của Đại tá Phúc phòng thủ thành phố. Lữ đoàn 1 nhảy dù của Trung tá Nguyễn Văn Đỉnh và các tiểu đoàn 1, 2, 8 và 9 nhảy dù, khoảng 2.000 chiến sĩ Cùng với tiểu đoàn 3 pháo binh dù là một tấm lá trắng cứng nhắc ở phía nam của Xuân Lộc. Đại trao chiến dữ dội với quân của sư đoàn 7 Bắc Việt trong khu vực Đồng Điền của Thống tướng Tị, còn gọi là Vườn Ông Tị, sau khi được trực thăng vận xuống trong ngày 11 tháng 4 năm 1975. Nhân dịp 100 chiếc UH này trở về, các phi công thuộc sư đoàn 3 và 4 không quân đã giúp di tản thật nhiều thương binh và đồng bào ra khỏi mặt trận, đang lên đến cơn đỏ lửa nhất. Vào trưa ngày 6 tháng 4 năm 1975, Thiếu tướng đảo được báo tin có một đơn vị lạ của quân ta, đang hành quân về hướng Xuân Lộc. Khi liên lạc với nhau, ông được biết đó là tiểu đoàn 82 biệt động quân, thuộc liên đoàn 24 mũ nâu. Do Thiếu tá Vương Mộng Long, tiểu đoàn trưởng, đã dẫn dắt tiểu đoàn của ông, băng rừng từ quận Kiến Đức tìm về miền Đông sau khi quân Mê thuộc thất thủ và quân đoàn 2 triệt thối vào ngày 16 tháng 3 năm 1975. Liên đoàn 21 mũ nâu với 3 tiểu đoàn 63, 81 và 82 biệt động quân đã bị kẹt trên miền cao tỉnh Quảng Đức, đã phải lội bộ trong những cánh rừng trường sơn bạc ngàn. Thậm chí đi xuyên qua những mật khu của cộng quân, lấy thực phẩm trong những kho hậu cần của chúng, đến 20 ngày sau mới về đến miền Đông tiểu đoàn 63 và 81 mũ nâu lại nhận lệnh ra tăng phái cho mặt trận Phan Rang. Tiểu đoàn 82 mũ nâu quân số hao hụt chỉ còn 200 chiến binh sau khi về đến được thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng. Rồi từ đó, hành quân xuống tăng phái cho sư đoàn 18 bộ binh. Thiếu tá Vương Mộng Long là một trong những sĩ quan trẻ xuất sắc của binh chủng biệt động quân. Nên trong khu vực trách nhiệm của mình là phòng thủ phi trường, ông và 200 chiến sĩ mũ nâu đã đánh quân giặc thua xiển liễn và bị thiệt hại nặng nề. Với trận liệt mà Thiếu tướng Đảo đã bố trí, với những cấp chỉ huy tài năng và anh dũng như vậy, dù quân ta quân số thiếu kém, hỏa lực yếu, nhưng đã đánh một trận cuối cùng làm cho trúng động thế giới và làm cho quân cộng Bắc Việt cuối mặt kinh hoàng. Sau nhiều cuộc thảo luận với quân đoàn 3, Thiếu tướng Đảo vào căn cứ Long Bình để điều hợp công tác tiếp vận cho Sư đoàn 18 Bộ Binh và ông ngủ đêm tại đây. Đến 5 giờ 40 sáng thì quân đoàn 4 bắt việc cho nổ phát Đại bác đầu tiên. Bắn vào Xuân Lộc, mở màn cho cuộc chiến. Quả nhiên, quân Cộng đã nghiên cứu rất tỉ mỉ địa hình Xuân Lộc, nên những trái đạn pháo đã dội trúng bộ chỉ huy một của tướng đảo. Đại tá hứa yến lớn gọi điện báo tin cho tướng đảo rằng dinh thự của ông đã bị phá hủy. Thật may mắn cho đất nước ta nếu tướng đảo về sớm hơn và vào bộ chỉ huy một, thì sự mất mát quá lớn đó sẽ là nhát chém chí mạng cuối cùng lên quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thiếu tướng đảo lập tức lên trực thăng, lao vào Xuân Lộc, tham dự cuộc chiến đấu cuối cùng và lừng lấy nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông. Biến cố Trưa 30 tháng 4 năm 1975, sau khi nhận được lệnh đầu hàng Ông ra lệnh giải tán đơn vị và tìm cách về Cần Thơ rồi quay lại Sài Gòn. Đến ngày 9 tháng 5 năm 1975, ông ra trình diện chính quyền mới và phải đi tù cải tạo do tỏ thái độ bất hợp tác nên ông đã bị giam đến 17 năm. Là một trong những tướng lĩnh ở tù cộng sản lâu nhất trong các tướng Việt Nam Cộng hòa. Mãi đến tháng 5 Năm 1992 ông mới được trả tự do. Tháng 4 năm 1993, ông được xuất cảnh sang Hoa Kỳ, diện H O và định cư cùng gia đình tại tiểu bang Virginia. Sau khi ổn định cuộc sống tại Hoa Kỳ, ông tham gia và tích cực tổ chức các hoạt động trong giới cựu sĩ quan và binh sĩ Việt Nam Cộng hòa. Tháng 9 năm 2003, ông là một trong những đồng sáng lập tổ chức Tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và giữ chức vụ chủ tịch trung tâm điều hợp trung ương. Cổ thiếu tướng Lê Minh Đảo đã ra đi vào thời điểm mà người Việt quốc gia tưởng niệm 45 năm tháng Tư đen. Một ngày trước khi mất, ông vẫn còn căn dặn một hậu duệ Việt Nam Cộng hòa đang cất giữ di sản quý báu, đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ đã từng được treo tại Bộ Tư lệnh Long Bình vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975. Ông chia sẻ dù thế hệ của ông đã cố gắng nhưng chưa làm tròn trách nhiệm. Nhưng ông vẫn luôn tin tưởng và đặt niềm tin vào thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiếp nối lý tưởng tự do cho quê mẹ Việt Nam ngày mai tươi đẹp hơn, có tự do, dân chủ và nhân quyền. Destiny Nguyễn, chương trình cho SPTNDC và VATV. Xin thân ái, kính chào quý vị.